Ngọc Ánh xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Và tiếp theo phần 1 của cái căn nhà Đại Mỗ thì đây là phần 2. Trong video này Ngọc Ánh xin giới thiệu với mọi người một căn nhà 50m2, trong đó có 10m sử dụng riêng là phần ngõ và 40m là sử dụng nhà mọi người ơi. Căn nhà này rất là đặc biệt bởi vì là đây cái ngõ đi riêng vào của riêng ngôi nhà này thôi mọi người nha. Rất là hợp lý và giá chào bán cũng chỉ 2 tỷ 900 triệu đồng. Nhà đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, sổ đỏ chính chủ rồi, mọi người yên tâm về pháp lý nha. Từ vị trí ngôi nhà này thì mọi người có thể xem lại video phần 1 của ngôi nhà, rất là đầy đủ tiện ích. Và Ngọc Ánh cũng xin nhắc lại một chút với những khách hàng nếu như chưa xem phần 1 thì căn nhà này cách với Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ khoảng tầm 500m, cách với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông nó rơi vào khoảng tầm 1 km, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Đại Mỗ nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính nó rơi khoảng tầm 500m quay đầu thôi mọi người ạ. Căn nhà này 40m2, trên sổ đỏ thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Và cũng như đặc biệt phần 1 của cái dự án Đại Mỗ này là có cầu thang trở lên trên phía tầng 4 nếu như quý khách hàng nào có nhu cầu xây dựng thêm ở trên phía phần tầng 4 của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư thiết kế rất là hài hòa hợp lý với cái căn nhà này, ngõ sử dụng riêng nên là quý khách hoàn toàn yên tâm khi cái phần để xe ở bên ngoài mà không cần phải dắt vào nhà. Ngoài kia thì có cửa riêng rồi. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây mọi người có thể nhìn thấy từ tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà được xây đua ra rất là rộng. Cho nên là lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay trên phía tầng 2 cho mọi người nhìn thấy phòng rất là rộng nhá. Mời mọi người tiến theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Như hiện trạng của cái ngôi nhà này Ngọc Ánh đang quay ở trên video thì với căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Bởi vì sao ạ? Phần sơn hoàn thiện xong hết rồi, phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, phần gạch lát nền cũng như thiết bị vệ sinh toàn bộ của ngôi nhà này hoàn thiện chỉn chu 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Cái tông màu sơn chủ đạo của cái căn nhà này cũng là màu trắng, gạch lát nền kích thước 60-60 màu trắng. Và phần phòng khách mọi người có thể nhìn thấy vuông vắn đẹp. Ví dụ như ở phía dưới tầng 1 này mà có xếp phòng khách thì vô cùng hợp lý và rất là vuông vắn đẹp mọi người nha. Đó. Bởi vì cái ngôi nhà này xe máy không cần phải dắt vào nhà cho nên là mọi người thấy không? Đấy, rất là rộng, nhìn trên video rất là rộng luôn đấy ạ. Và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà này. Đây chính là căn phòng bếp của ngôi nhà. Đó. Tủ bếp đây, thiết kế là gỗ MDF. Hướng nhà là hướng Đông Bắc mọi người nha. Toàn bộ phụ kiện bếp đây, chất liệu inox 304. Tủ bếp này, vòi chậu này, vòi rửa này. Và đây mọi người có thể nhìn kỹ giúp em về cái chậu rửa bát này, rất là chắc chắn. Đó. Chậu rửa bát inox đúc nguyên khối mọi người nha. Và ở phần phòng bếp này có một cái cửa sổ hướng ra phía ngõ này đây, để mọi người có thể vừa nấu ăn vừa mở cửa ra để lấy thoáng. Cũng như là có thể nếu như để xe cộ ở ngoài này thì mọi người vừa có thể quan sát được. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của ngôi nhà đây, tầng 1 đây đều có đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, vòi chậu. Cũng như là trong tầng 1 của ngôi nhà thì chủ đầu tư ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Và ở tầng 1 của ngôi nhà có một cái máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng của ngôi nhà. Phía cầu thang đi lên rất là rộng, thoai thoải, không bị dốc. Đồng thời toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được sử dụng là chất liệu gỗ lim Nam Phi từ tầng 1 trên lên tới tầng 3 mọi người nha. Đây là tầng 1 của ngôi nhà. Thế tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế trên sổ đỏ 40m thì chia ra được 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Đây, mọi người có thể nhìn thấy căn phòng ngủ đầu tiên nhỏ nhắn xinh xắn. Căn phòng này nó rơi khoảng tầm 9m2. Toàn bộ phía tầng 2 của ngôi nhà được chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp, có cửa sổ hút vào đây rất là thoáng. Cửa sổ mọi người nhìn thấy trên video nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà phải nói thật luôn mọi người là ở đây như kiểu là có võ luôn ấy, rất là mát đây nha. Đấy. Và ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ rồi. Hệ thống trên phòng tầng 2 cũng có hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà là cửa gỗ. Đó, bước chân lên trên phía cầu thang thì là thiết kế là hai phòng ngủ cạnh nhau và đồng thời là có một cái nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh ở đây đầy đủ về bồn cầu cũng như hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc. Và phía nhà vệ sinh này thì chủ đầu tư có ốp gạch 30-60 lên trên dưới tận trần mọi người nha. Tiếp theo còn một căn phòng ngủ nữa ở tầng 2, căn phòng ngủ này rộng hơn căn vừa rồi. Phòng ngủ thứ hai này rộng hơn phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 13 m², vuông vắn rất là đẹp, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này đây mọi người ơi, vô cùng thoáng. Căn nhà thì hướng đông bắc cũng rất là mát. Đó, toàn bộ tầng 2 đây được lát sàn gỗ công nghiệp theo dưới chân Ngọc Ánh đây. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà thiết kế có giống với tầng 2 không? Mời mọi người theo em. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2 thôi mọi người ạ. Vậy thì bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Đó, căn nhà này thì chỉ thiết kế là 3 tầng sử dụng thôi, còn một cầu thang chờ lên trên phía tầng 4 mọi người nha. Và trên phía tầng 3 này thì là thay thế bằng sàn gỗ công nghiệp, thì chủ đầu tư lát gạch 60-60 giả gỗ. Đó, nhà vệ sinh tầng 3 tương tự như tầng 2. 4 phòng riêng biệt, phòng bếp, phòng khách và khu vực để xe, sân để xe riêng mọi người ạ. Giá thì rất là hợp lý, vị trí thì quá là ok luôn. Từ vị trí này đi ra tới mặt đường, trục đường 70 nó chỉ rơi vào 150 m. Và cách với trục đường ô tô thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 100 m thôi. Rất là tiện. Đó. Và phần cuối cùng, mọi người chắc là sẽ thắc mắc phần sơn phơi quần áo đúng không ạ? Đó chính là ở phía trên đây. Đây, chủ đầu tư để sẵn cầu thang chờ lên trên phía tầng 4. Tầng 4 ở đây là sau này nếu như mà mọi người có dự định xây dựng thêm thì quá là ok, bởi vì trong giấy phép xây dựng của ngôi nhà này là cho phép xây dựng lên tới 5 tầng. Ở trên trần này này, chủ đầu tư có thiết kế cái ô sáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây chính là khu vực sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng. Quý khách hàng có thể về thay đổi xây dựng thêm, hoặc là quý khách hàng có thể làm cái bán mái tôn như nhà bên cạnh này ạ. Đó, nắng quá. Xung quanh nhà thì rất là nhiều nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Đó, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, và từ vị trí này rất là gần với trung tâm thương mại Aeon. Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người một lần nữa về cái diện tích của ngôi nhà 40 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, giá chào bán 2,9 tỷ, có hai hướng, hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về dự án Đại Mỗ này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444 nhá. Mọi người xem video thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.